Thì đối với mẫu loa Subwoofer HB5200 này á, thì bên em đang có giá rất là tốt nè cả nhà. Chỉ có giá 7 triệu 2 thôi và bao ship toàn quốc cho anh chị luôn. Hello cả nhà, đến với loa kết tâm Việt. Thì hôm nay loa kết tâm Việt bên em sẽ cho cả nhà trải nghiệm hai mẫu loa ở tầm giá 7 triệu của hãng Subwoofer nha. Thì một mẫu loa thì nó mới ra mắt gần đây thôi, bên em đã làm cái video review trước đó rồi. Và một mẫu loa thì nó ra mắt được một thời gian cả nhà và được khách hàng bên em mua rất là nhiều luôn. Thì hãng Subwoofer thì bên em đã nói trước đó, những video trước đó rất là nhiều nữa nha. Một trong những hãng loa có kinh nghiệm âm thanh trên 30 năm cùng với sự uy tín và chế độ bảo hành cực kỳ nhanh chóng và luôn nâng cấp sản phẩm tới từng ngày, đem lại rất là nhiều ấn tượng cũng giống như là sự yêu quý khách hàng. Và trong video này em sẽ cho cả nhà xem hai loa 4 tấc đôi công suất lớn của hãng này nha cả nhà. Tuy là thuộc cùng tầm giá nhưng mà nhu cầu của hai loa này nó khác nhau, và em sẽ phân tích nhu cầu đó là gì, thế mạnh nó là gì và nó có phù hợp với anh chị hay không nhé. Rồi 1 2 3, let's go. Trong video này thì em sẽ lần lượt phân tích về ngoại hình, cấu tạo, chất âm, công suất, micro, và em sẽ đưa ra đánh giá chi tiết về bản thân em đối với hai loa này nha các nha. Phía bên trái em đây chính là mẫu loa 4 tấc đôi Subwoofer HB5200. Còn phía bên phải em đây chính là em loa Subwoofer HB4880 Plus nha các nha. Thì em loa Subwoofer HB5200 này thì nó mới ra mắt đây thôi. Đầu tiên thì em sẽ phân tích một chút xíu về ngoại hình của hai loa này nha các nha. Thì hai loa này đều lấy tông màu đen là màu chủ đạo. Tuy nhiên đối với loa Subwoofer HB5200 này á, thì phía trước mặt loa của nó có thêm cái màu trắng xám nha các nha. Và đặc biệt là cái hàng nút vặn của nó nữa. Đây, như các nhà thấy đây, nhìn rất là sang và trẻ trung luôn nha các nhà. Còn đối với em loa Subwoofer HB4880 Plus á, thì full một màu đen luôn, màu đen tiền hết luôn cả nhà. Thì nó càng cho cái sự sang trọng và mạnh mẽ của em loa này càng toát lên cái vẻ đó. Và hai em loa này thì kích thước của hai em loa thì nó xem nhau cả nhà, nó không có lớn hơn nhau bao nhiêu cả. Về phần kích thước cụ thể á, thì em sẽ để bên phía góc màn hình để chị có thể tham khảo một cách trực tiếp nhất nha. Và hai em loa này á, thì loa đẹp hay là loa không đẹp á, thì nó phụ thuộc vào cái cảm giác của mình nhiều hơn. Cho nên ha, anh chị hãy tự đưa ra cái cảm giác của mình nha. So về phần cấu hình á, thì hai em loa này nó có sự khác biệt lớn cả nhà. Đối với em loa Subwoofer HB4880 Plus á, thì nó sở hữu là hai bass 40 và hai con trép 450 nha cả nhà. Còn đối với em loa Subwoofer HB5200 á, thì nó sở hữu là hai bass 40, 4 loa trép 250 và hai loa trung 1.6 tấc nữa cả nhà. Tuy nhiên thì không phải là nhiều loa là loa đó nó hay nha cả nhà, không phải loa nào mà nhiều loa là hay đâu, mà nó còn phụ thuộc rất là nhiều yếu tố giống như là sự kết hợp giữa các bộ phận của loa, không gian chơi nhạc, các mạch phân tầng vân vân nữa. Thì nếu mà hai loa này nó hay hay không á, thì bây giờ cùng bên em test thử luôn nha. Tuy nhiên á, trước khi test nhạc á, thì em khuyên anh chị nên tìm cho mình một cái thiết bị đầu ra âm thanh tốt nhất để có thể trải nghiệm âm thanh cái tốt nhất nha cả nhà, giống như là một cái tai phone chẳng hạn. Đấy. Tuy nhiên thì để cho công bằng với hai em loa thì em sẽ để tất cả các mức âm lượng liên quan tới nhạc đều là 50% với nhạc nhà. Riêng cái nút âm lượng tổng á thì em sẽ để là 60%. Đấy. Và em sẽ test cho anh chị hai bài nhạc nha, một bài nhạc về thể loại nhạc mạnh để test về âm bass và âm trep của hai em loa này, và một bài nhạc bolero để test về âm trung nha cả nhà. Em sẽ luân chuyển qua lại chất âm của hai loa này để cả nhà có thể dễ đưa ra cảm nhận hơn nha. Anh vẫn cố gắng chăm lo nhưng em dỗi anh bao lần.
vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời. Đường phố vắng đêm nào quen một người mà yêu thương chót trao nhau trọn lời. Để rồi làm sao quên, biết tên người quen, biết nẻo đi đường về, và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên. Đêm lạnh quá thay hoài không thôi, phố đã vắng thưa rồi, biết dòng trắng duyên thưa để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa. Rồi anh chị đã nghe xong hai đoạn nhạc của hai em Loa này rồi phải không ạ? Thì bây giờ em sẽ đưa ra một số ý kiến đánh giá của riêng em về hai em Loa này nha. Đối với loa Subox HB4880 Plus á, thì chất âm của nó là nó sở hữu chất âm trầm và ấm, có độ dịu nhẹ và có chiều sâu nha cả nhà. Nghe nhiều nó cảm giác rất là feel và rất là êm tai luôn nha. Còn đối với loa Subox HB5200 á, thì nó sở hữu chất âm là thiên về âm trep nhiều hơn, tiếng nó rất là sáng và bén nha cả nhà. Đặc biệt là khi anh chị nghe nhạc bolero á, thì giống như là tiếng của ca sĩ, giống như là anh chị đang đứng gần một cái ca sĩ thật sự ấy đó. Đó, nghe rất là đã nè cả nhà. Còn về phần công suất á, thì hai em loa này nó có công suất xem nhau thôi, nó không có trên lợi bao nhiêu hết cả nhà. Tuy nhiên thì đối với em loa Subox HB5200 này á, thì nó thiên về âm trep, cho nên cả nhà sẽ cảm thấy là em loa này nó to hơn một chút xíu đó. Rồi bây giờ em sẽ phân tích và đánh giá về độ hút và độ chống hú của micro hai em loa này nha cả nhà. Thì ở phía bên tay phải em đây chính là micro của em loa Subox HB4880 Plus này. Còn phía bên tay trái chính là micro của em loa Subox HB5200 này cả nhà. Thì ngoại hình của micro của hai loa này rất là giống nhau luôn, cùng một hãng mà rất là giống nhau cả nhà. Thì điểm đặc biệt của hai cái micro này nữa chính là nó có nút tăng giảm độ hút ở bên trong micro này, nó có tổng cộng là 9 tầng cả nhà. Thì tại đang để tầng thứ 7 đây, cả nhà thấy đây, để tầng thứ 7 nha, cả hai micro đều là như vậy. Thì để trước khi test thì em sẽ để tất cả các mức âm lượng liên quan đến micro của hai loa này đều là 50% với cả nhà. Tuy nhiên thì đối với nút echo em đã để là 0% luôn, khi mà em nói thì anh chị nó dễ nghe hơn. Thì hiện tại em đang để từ micro, từ khoảng cách từ micro tới biệt là tầm 10 cm cả nhà. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy, thì em nói nó rất là nhẹ cả nhà. Thì em đang để cái độ hút và độ hút micro đây ở mức 7 thôi, nó tổng cộng là 9 nhất. Thì nếu mà anh chị để mức 9 thì nó sẽ hút mạnh hơn nữa. Tuy nhiên thì để trong phòng như thế này thì ok lắm rồi cả nhà. Thì độ hút nó cũng ngang nhau thôi, nó cũng không hơn nhau lắm. Tuy nhiên thì về chất âm thì nó khác nhau rồi cả nhà. Đối với loa Subox HB4880 Plus thì chất âm nó trầm ấm hơn, nó sâu lắng hơn. Còn đối với loa Subox HB5200 thì nó sáng và nó bán tiếng rồi cả nhà. Đó, như em nói thì anh chị cũng có thể cảm nhận được rồi. Đấy, tuy nhiên thì đó là độ hút khi mà em đang để ở mức 7 thôi. Còn khi mà anh chị tăng lên mức 9 hoặc là mức 8 á, và anh chị để echo lên cao một chút xíu nữa, hồi nãy thì em để echo là bằng 0 luôn, nếu mà anh chị tăng echo lên một xíu thì độ hút này sẽ khỏe hơn cả nhà. Tuy nhiên thì anh chị cũng chú ý một điều rằng khi mà anh chị tăng cái độ hút ở bên trong micro này lên mức 9 á, thì khả năng hú nó sẽ cao hơn, bởi vì nó hút mạnh hơn cả nhà. Tuy nhiên thì nếu mà anh chị chơi không gian ngoài trời á, thì điều này cũng không cần phải lo lắng lắm nha, bởi vì không gian rất là rộng. Rồi bây giờ em sẽ test về cái độ chống hú về micro của hai loa này cả nhà. Thì như anh chị đã thấy, em đang đứng tầm cách loa là tầm khoảng 1 mét thôi. Và như anh chị đã thấy thì em nói như vậy á, thì hai loa này nó không hú nữa cả nhà. Trong tầm giá 7 triệu á, thì hai loa này chống hú được nhận là cực kỳ tốt cả nhà.
và em đang ngồi ở không gian là tầm 45 mét vuông thôi, một không gian cũng không lớn lắm. Tuy nhiên thì với mức âm lượng là 5% tất cả các nút, và em đang để cái mức âm lượng bên trong micro mức 7 thì hai loa này nó rất là thoải mái nha, nó không có hú. Tuy nhiên thì nếu mà anh chị để mức 9 ở bên trong micro này, hoặc là anh chị tăng echo hoặc là âm lượng lên chút xíu nữa thì nó sẽ hú nha, hoặc là anh chị chỉ thẳng micro vào một loa trép thì khả năng cao sẽ hú lắm. Rồi bây giờ em sẽ test cho cả nhà nghe một đoạn karaoke chay để xem chất âm của hai loa này như thế nào nhé. Em sẽ hát cho anh chị một bài tên là Thành Phố Buồn nha. Rồi vô. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm vốn em đến. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyền không thông xa. Chiều đàn tây nghe nắng trang hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Rồi cả nhà thấy vậy thì em đang hiện tại em đang để tất cả các mức âm lượng 5% và echo là 0% này cả nhà. Thì cả nhà cảm nhận chất âm của hai loa như thế nào thì cùng bình luận phía bên dưới video để biết nhé. Rồi tiếp theo đây em sẽ phân tích tổng quan về hai loa này, thêm nó phụ thuộc nhu cầu nào của anh chị và có phù hợp với nhu cầu của anh chị hay không nha. Rồi sau khi đã tìm hiểu và nghe hồi nãy giờ cả nhà thì em chốt như thế này: nếu mà anh chị đang cần một loa 4 tấc đôi có ngoại hình trẻ trung, năng động, sang trọng, ngầu, cấu hình khủng trong tầm giá, có chất âm phát ra rất là bén, sáng tiếng và chi tiết á, thì anh chị có thể tham khảo ngay em loa Subwoofer HB5200 này cả nhà. Còn đối với anh chị đang cần một em loa có ngoại hình đơn giản và mạnh mẽ, chất âm trầm, ấm, sâu, khi mà nghe gần á nó không bị chói và đặc biệt là có độ thẩm thấu và có độ mềm dẻo cả nhà, thì anh chị có thể tham khảo ngay em loa Subwoofer HB4880 Plus nha. Trong tầm giá 7 triệu á, thì có rất là nhiều mẫu loa để anh chị lựa chọn. Tuy nhiên á, thì nếu mà anh chị đang cần một em loa có sự hầm hố vừa to vừa rẻ mà lại vừa hay nữa thì anh chị có thể tham khảo ngay hai em loa này nha. Thì nếu mà anh chị cần muốn biết thêm thông tin gì á, hoặc là muốn em tư vấn trực tiếp á, thì có thể liên hệ trực tiếp ngay bên em bằng cách là anh chị có thể nhắn tin qua số Zalo em để bên phía góc trái màn hình, hoặc là có thể gọi trực tiếp cho bên em, hoặc là ok hơn nữa thì hãy tới trực tiếp cửa hàng bên em luôn để em có thể tư vấn một cách tốt nhất cho anh chị nha. Thì đối với mẫu loa Subwoofer HB5200 này á, thì bên em đang có giá rất là tốt nè cả nhà, chỉ có giá 7 triệu 2 thôi và bao ship toàn quốc cho anh chị luôn. Cho nên nếu anh chị mà đang có nhu cầu á thì hãy hốt ngay em loa này nha, đặt hàng ngay để nhận những phần quà miễn phí từ Tâm Việt bên em. Rồi video này kết thúc, bye bye cả nhà.